mây rơi thấp, mây trắng lừng lơ như vô tận. Mặt trời vẫn yên tâm tỏa chiếu ánh sáng tự thân và hơi ấm cho muôn loài. Mây như bông, mây như tuyết, vây kín tầng không cao vời vợi. Mặt trời vẫn kiên tâm tỏa ánh sáng xuống trần gian, niềm vui sống cho nhân loại. Mây loanh quanh, mây che lối, hãy nhìn xem vũ trụ tuyệt vời. Đời phong ba, đời muôn lối, hạnh phúc nào trong kiếp lăn trôi. Là chân như người ánh sáng, vững tin lời chư Phật bao ban. Nguồn an vui và trí sáng, ánh đạo vàng thế giới truyền lan. Ánh đạo vàng thế giới truyền lan. Thưa đại chúng, là cái điều kế tiếp chúng ta hỏi với nhau là tại sao cái phương pháp nhận biết cái giận có thể trị liệu được. Và mình cũng xin thưa thêm là khi mình trị liệu được cái giận, thế thì mình trị liệu được bao nhiêu cái sinh khởi trong tâm thức mình? Ngàn muôn cái. Tất cả những cái cảm thọ như buồn, như giận, như ghét, như thương, thậm chí cái trạng thái thất vọng não nề, như cái cô gái năm xưa đã từng gọi điện thoại cho tôi, gọi chia sẻ chưa được lời nào rồi trầm mình xuống hồ Xuân Hương chết, thậm chí cái nỗi thất vọng lớn như thế cũng có thể trị liệu được và đi ngang qua được. Và phương pháp này, thưa đại chúng, là nếu các vị nắm được, các vị hành trì, thì không chỉ làm cho đời sống chúng ta ngay bây giờ và ở đây có được niềm vui, có được hạnh phúc, có được an lạc, mà chúng ta cũng có thể cắt đứt luôn được dòng chảy sinh tử luân hồi. Nó lôi kéo chúng ta miên man qua ba cõi sáu đường. Mình chia sẻ từ cái phần cạn, đi vào cái chiều sâu thì các vị sẽ có niềm tin thôi. Thí dụ thế này, thí dụ rất là giản dị là, ví dụ như các vị nhận biết được mọi đối tượng bên ngoài, thì cái đối tượng nhận biết đó không phải là các vị, phải không? Tôi nhìn thính chúng hiện tiền thì thính chúng là người đang đối diện với tôi là người đang ngồi nói chuyện, đang chia sẻ cùng các vị. Khi tôi làm được một điều giản dị, tôi nhận diện cái giận của tôi, thế thì tôi giận hay là cái giận nó đang sinh khởi trong tôi? Nguyên tắc rất là chính xác, đó là cái giận đó là cái của tôi, nó bé nhỏ hơn cái gọi là tôi rất là nhiều. Nó là một phần của đời sống tôi thôi, nó không phải là toàn vẹn con người của tôi. Hay nói một cách chính xác, nó không phải là tôi, nó là cái món bị tôi nhìn thấy, tôi nhận diện. Nó không khác gì với cái bàn, cái ghế, cái ly nước, vân vân cả. Tại sao vậy? Tại vì nó bị tôi nhìn thấy, đó là điều thứ nhất, bị tôi nhận biết. Thứ hai, nó là cái sinh khởi từ trong tôi, và nó sinh thì nó diệt, nó đến thì nó đi. Tôi có thể làm cho tôi giận được không? Thưa đâu có khó. Nếu tôi ưng vui, tôi có thể làm cho tôi vui được, tôi cười được. Nếu tôi ưng giận, tôi chỉ cần gọi những cái ký ức của tôi về bất cứ người nào mà tôi thù hận á, thì trong vòng một phút thôi. Nếu mà bén nhạy hơn nữa thì không cần một phút. Nếu cái kẻ kia mà tôi thù thâm căn cố đế, chắc các vị biết cái từ đó nha, tức là tôi thù vô cùng á, hận vô cùng á, tôi gọi tên người đó lên thôi là lòng tôi bừng bừng như lửa cháy được liền thôi à. Thế thì cái giận do tôi làm được, tôi sinh nó ra được. Mà cái gì mình làm được, mình sinh ra được thì mình bỏ xuống được chứ.
cái nhà tôi cắt được thì tôi có bán được không? Dạ được. Thưa được chứ. Và cái điều này nó rất là tất nhiên, nhưng mà do vì chúng ta lâu nay chúng ta cứ đồng nhất ta là giận, ta là buồn, cho nên ta không có khả năng đứng riêng ra một góc trời để nhìn cái giận của tôi, cái buồn của tôi. Chứ nguyên tắc khi các vị nói được một câu đây là cái giận của tôi là người nhìn thấy cái giận, thì tức khắc ta làm được một việc dễ dàng là buông cái giận xuống, không khó khăn gì cả. Nếu cái giận cho tôi sinh ra thì tôi có quyền để nó xuống, tôi mời nó được thì tôi phải đuổi nó đi được. Cái nguyên tắc của tâm thức ta là nó như thế. Thế nhưng mà do vì khi cái giận nó sinh khởi trong các vị, cái bất an nó sinh khởi trong các vị cảm thấy nó là mình, đó là cái lầm thứ nhất. Các vị cũng cảm thấy nó có cái điều gì đó hơi lý thú khi có cái giận sinh khởi trong tự thân ta. Mình không có cái gì để bận biểu lo âu suy nghĩ, thưa các vị, dường như nó hơi buồn buồn chán chán, nó hơi thiếu vắng cái gì trống trải, cho nên lâu lâu mình cũng cần có một chút làm giận, làm hờn, làm buồn. Tôi nghĩ đây các chắc các vị cũng từng thực tập cái điều này từ hồi bé rồi, 15, 17 tuổi các vị đã biết làm giận, làm hờn. Lâu lâu mình cũng làm cho người ta chú ý cái sự có mặt của mình. Và các vị nhìn mấy em bé thì biết ngay cái chuyện này nó đã thực tập hồi bé rồi. Ví dụ như nhà chúng ta có khách, bố mẹ mãi lo thù tiếp khách, con cái nó thấy dường như nó bị bỏ quên, cho nên lâu lâu nó la lớn một tiếng hoặc nó quậy, nó làm cái chuyện chi đó để cho có cái sự chú ý của người lớn, có phải vậy không? Rồi người ta cũng dạy cái điều này trong đời sống gia đình của các vị. Đời sống gia đình mà nó phẳng bằng yên ả, toàn là niềm vui, người ta cảm thấy dường như nó hơi nhạt nhạt. Lâu lâu cái mình cũng kiếm chuyện mình giận nhau một chút, bỏ đi mấy ngày, thử ra ở nhà rồi biết. Cái chuyện này, cái chuyện chúng ta làm thường xuyên, cho nên nó trở thành một cái tính cách của đời sống chúng ta. Cho nên ta nhập nhằng, ta là giận, ta là buồn, ta là nỗi bất an. Do vậy cho nên mình không có khả năng bỏ giận xuống, bỏ buồn xuống. Cho nên đúng nguyên tắc thì khi tôi nói được một câu giận của tôi chứ không phải tôi giận, thế thì tôi bỏ xuống được. Buồn của tôi nhận biết được cái buồn nó đang đến với tôi, rồi cái buồn từ từ dịu xuống, rồi cái buồn ra đi. Rõ ràng điều này nó rất là thực tiễn chứ không phải là cái gì xa xôi khó hiểu cả. Các vị làm được điều này thì thưa đại chúng là không có buồn, không có giận nào trấn ngữ đời sống ta cả. Thế nhưng mà điều thứ nhất là do vì mình đồng nhất mình với nó quá lâu, cho nên bỏ không có được. Thứ hai, bỏ hơi tiếc cho nên bỏ không có được. Muốn để dành một chút cho có hương vị của đời sống thôi. Và thưa cái này chắc mình không có du quan các vị làm gì đâu. Các vị thử hình dung là có những ngày mình không có chuyện chi làm cả, cảm thấy nó thiếu thốn, nó trống vắng, nó làm sao đó. Cho nên không gọi điện thoại bạn bè mời tới chơi thì cũng phải kiếm cái chuyện gì đó, hoặc là làm gì đó, là nhồi bột, làm bánh ăn, mời đầu trên đó dưới tới nhà tôi ăn bánh đi. 50 tuổi, 60 tuổi, thưa các vị, tới tuổi về hưu rồi thì tự nhiên cảm thấy nó trống trải vô cùng, nó vắng vẻ vô cùng, người ta kiếm việc gì đó để làm. Và người Mỹ họ thống kê là người mà về hưu rồi thì thường thường nếu họ không có việc gì làm thì họ sẽ chết sớm hơn 10 tuổi. Tâm thức ta là thế, cảm thấy đời mình nó rất là vô vị, nó không còn đóng góp được gì cho ai. Và người già ở Mỹ buồn hơn ở Việt Nam là thế. Con cái cháu chắt nó đi làm hết, giống như hai con chim già ổ trắng không còn con chim con nữa hết. Và họ đã gặp nhau tới 5, 70 năm, họ đã từng sống với nhau, họ chì chiết nhau rồi, bây giờ gặp mặt nhau rất chán. Cho nên thưa các vị, đời sống ở đây dường như hơi buồn. Chứ chi mà có vài đứa cháu nội để bi bô, để mình dạy nó khóc, dạy nó cười thì còn có niềm vui. Cho nên thưa đại chúng là chúng ta không có kiên nhẫn loại trừ những cái buồn, giận, bất an, khổ đau trong tâm thức ta do vì ta đồng nhất với nó rất lâu. Do vì ta không có chịu đựng nổi cái sự trống trải,
Trong khi đó thì thực tế mà nói thì thưa đại chúng là buồn, giận, ghét, thương, lo âu, phiền muộn nó không bao giờ dính được các vị. Nó vốn là cái bồng bềnh đến đi sinh diệt. Và phương pháp Đức Thế Tôn dạy rất là dễ làm, đó là nhận biết cái sự có mặt của nó là các vị loại trừ, vượt ngang qua tất cả nỗi khổ của đời người rất là nhẹ. Và mình có làm hay không thôi. Chứ còn phương pháp Đức Phật dạy thì nó sáng trưng như thế. Và bậc chánh giác nói thì thưa các vị, lời của Ngài là chân ngữ, thật ngữ, bất cúng ngữ à. Ngài không có lừa dối các vị để làm gì đâu. Ngài truyền đạt những cái phương pháp rất là cụ thể là một, thực tiễn là hai. Và mình chỉ cần thực tập điều này thôi, là đi ngang qua sầu khổ bất an của đời người. Và chắc chắn một điều là dù các vị không bước lên được trên thang hồng, không thể đi giữa từng mây, nhưng các vị là những người có thần thông rồi. Thần thông có nghĩa là đi vào phiền não bất an giữa cuộc đời phiền muộn sao động này, các vị an nhiên tự tại và sống bằng một niềm vui tràn đầy trong tâm thức thôi. Điều đó rất là thiệt. Đó là điều thứ nhất. Các vị thấy là mình nếm một chút hương vị chánh pháp thực tập. Thưa đại chúng, là rõ ràng là ta an trú được ngay giữa cuộc sống đời thường này và lòng mình vững chãi, yên bình, thảnh thơi như người có phép màu. Và cái điều tuyệt vời thứ hai nữa là khi tâm các vị an trú được trong cái trạng thái nhận biết tất cả buồn, giận, ghét, thương thì nó không có cô đơn đâu. Các vị an trú được ngay sự nhận biết như thế này thì điều thứ nhất là năng lực tâm thức của các vị nó tràn đầy năng lượng an bình, nhận biết. Cả một đời sống của chúng ta, mình thử hình dung là cái cánh bèo trên sông ấy, nó như thế nào thì đời sống tâm thức ta như thế ấy. Gió bập bềnh, nước nhấp nhô, nó nổi, nó chìm. Sóng càng cao thì nó càng ba đào, càng tội nghiệp, càng chao đảo. Đời sống ta cũng vậy. Khi buồn, khi giận, khi ghét, khi thương, đời người, những cái cảm thọ đó nó luôn sinh khởi, nó chưa bao giờ dừng trong dòng tâm thức của các vị. Mà cứ mỗi một lần cái gì sinh ra thì ta bị cái ấy nó chao đảo. Mình thử hình dung một điều này rất là dễ hiểu. Mình thử hình dung là một ngọn đèn cầy thôi, các vị đốt mà để trong nhà hoặc có một cái bóng thủy tinh che chắn thì ngọn đèn kia nó cháy 2 tiếng đồng hồ chưa chắc đã hết. Thế nhưng mà mình cắm ngọn đèn ở ngoài trời, gió ba bên bốn phía đàn ngọn nó xuống, sát đèn cháy tứ tung hết. Thế thì bao nhiêu tiếng đồng hồ? Thưa 30 phút thôi. Cuộc đời thọ mạng của nó 2 tiếng đồng hồ, bây giờ chỉ còn lại có 1/4 thôi. Và thưa đại chúng, là các vị hình dung đời sống ta cũng thế. Người ta thử nghiệm một điều, người ta nói rằng khả năng của đời sống con người, nhất là não bộ của chúng ta, thân thể của chúng ta, nó là một cấu trúc rất là hoàn thiện, nó cho phép con người ta sống tới 200 tuổi chứ không phải 100 mấy chục tuổi như các vị thiền sư đâu. Thế mà do chúng ta tàn phá, cắt ngắn đời sống thọ mạng mình, cho nên mình sống mới tới 70 tuổi mà lụm cụm đi, cái nhớ cái quên đi. Sống được 80 là quý lắm rồi. Sống được tới 90 thì thưa các vị, đời sống mình nó còn lại có 1/3 thôi. Do vì ăn thì không thấy ngon, mắt mở thì thấy nó không xa. Và rõ ràng là đúng nguyên tắc một đời sống, nếu các vị khéo giữ gìn như một ngọn đèn được che chắn xung quanh, thì thưa đại chúng là chắc chắn là đời sống tới già các vị vẫn còn khỏe mạnh, vẫn còn trẻ trung. Có một cái tờ báo hôm nào người ta viết về một cái bộ lạc ở miền Nam nước Nga. Có một người già nhất, họ sống tới 168, 169 tuổi. Ông sinh ra từ hồi Napoleon dẫn quân qua đánh Nga. Và ông mới chết năm 1970 mấy đây đâu. Và người ta khảo sát cái vùng dân cư ít người đó, tức là cái vùng, cái bộ tộc đó nó không có nhiều người lắm. Tây phương họ qua,
họ phỏng vấn, họ khảo sát là tại sao nhóm người đó họ sống dai vậy. Thì họ phát giác ra một điều, đó là điều thứ nhất là cái khả năng ăn uống dinh dưỡng của họ nó rất là gần gũi với thiên nhiên, giống như là những người dân tộc họ cắt lúa lên họ treo từng chùm thôi, tới chừng gần ăn họ bỏ vô cối, họ giã ra họ nấu liền tại chỗ. Thì người dân tộc kia cũng thế, những thức ăn của họ trồng quanh nhà và tới giờ ăn thì họ cắt vô họ nấu liền họ ăn thôi. Cho nên cái năng lượng của đất trời nuôi dưỡng cỏ cây thảo mộc nó vẫn còn y nguyên, và thức gì ăn sống được họ ăn chứ họ không cần nấu chín. Cái đó là điều thứ nhất, nó nuôi dưỡng đời sống họ, cho nên tuổi thọ họ rất là cao, 160 mấy tuổi mà tai không có điếc, mắt không có mờ, chân vẫn còn đi đứng làm đồng áng được. Và họ coi cái chuyện cuốc đất làm vườn, mọi việc lao động là một niềm vui, chứ không phải như chúng ta làm cho xong việc, làm để kiếm tiền. Không phải, làm là một niềm vui, làm là một cái sự thưởng lãm, làm để cho cơ thể nó cân bằng. Và do cái điều này thì người ta xác định là đời sống họ sở dĩ mà thọ mạng dài là do vì họ biết cách sống, biết cách nuôi dưỡng hình hài vật lý của họ bằng thức ăn tươi mới, gần gũi thiên nhiên, gần gũi đất trời. Các vị cũng biết là trong cái phương pháp dưỡng sinh của Osawa quy định, mình nói lan man một chút nha, thưa các vị, là Osawa không cho phép chúng ta ăn những thức ăn từ địa phương khác đem đến đây. Ngay đất nước của ta, ngay vườn rau của ta, cây cối ta trồng, thức ăn đó nó mang cái hương vị nồng nàn của thổ nhưỡng nơi ta ở đi vào tự thân ta, cho nên nó làm cho thân ta điều tiết được với môi trường ta sống, có phải vậy không? Và cái điều này nó rất là rõ ràng đó, thưa các vị. Mình bệnh tật phát sinh, sổ mũi nhức đầu phát sinh là do vì cơ thể mình nó không có phản ứng điều tiết được với cái nhiệt độ sinh học của đất trời đang chuyển biến. Nếu mà cơ thể các vị nó nhanh nhạy, thế thì thời tiết lạnh nó có thể điều hòa được để thân nó nhiệt lượng nó ấm hơn, thời tiết nóng nó điều hòa nhiệt lượng cơ thể mát hơn để có thể sống và an lạc khỏe khoắn giữa cái vùng thời tiết rất là bất ổn. Cơ thể mình mà nó nhạy thì nó được như thế. Cái điều thứ hai, họ khảo sát cái dân tộc kia họ sống 160-170 tuổi do vì họ là những người sống với niềm vui. Cái buồn dường như là cái gì rất là lạ lùng đối với họ. Họ sống một ngày, họ hân thưởng cái đẹp của đất trời, hân thưởng đời sống của chính họ. Họ rất là hiếu khách, họ không hề buồn phiền, cau có, giận hờn. Và cái điều này, thưa các vị, nếu các vị đọc ở trong những lời dạy Đức Thế Tôn, thì Đức Thế Tôn dạy là người tu chúng ta không có được quyền giận ai quá một đêm. Hận bất cách tốt mà. Ngay cuộc sống đời thường này, những người, thưa các vị, những người bạn mà 10 giờ có ai đó mà gọi điện thoại tới thì họ kiện được á. Tại sao? Tôi đang bệnh tim nè, 10 giờ gọi tôi tới tôi chết nửa đêm nay thì ông phải thường tiền. Cái luật pháp Mỹ nó cũng thăm dò vào cái chiều tuệ giác để làm cho sinh mạng của người ta sống dài. Và cái bộ tộc kia sở dĩ họ sống 160 tuổi khỏe mạnh là do vì đời sống họ được nuôi dưỡng bằng niềm vui. Từ những câu chuyện kể thực tế trong xã hội, trở lại cái điều Đức Thế Tôn dạy, thưa các vị, cái sự thông minh của chúng ta là chúng ta làm thế nào để cho cái ngọn đèn cầy của mình đừng có bị gió đàn. Các vị hình dung là buồn tới mình buồn, giận tới mình giận, lo lắng đến mình lo lắng, bất an đến mình bất an. Thế thì một, các vị là những cánh bèo phập phìu trên sông rất là tội nghiệp, gió lên ta lên, gió xuống ta xuống. Và cuộc đời mình, tất cả những cái điều trong tâm thức mình đều bị hoàn cảnh bên ngoài, xã hội bên ngoài, con người bên ngoài xoay mình như trong chóng. Hay nói một cái từ nó rất là tượng hình, đó là cái lỗ mũi mình bị người ta nắm, người ta dặn, người ta kéo, người ta biểu mình ngồi, người ta biểu mình đứng, mình ở trong tay của mọi người cả. Thế thì cuộc đời mình, thưa các vị, như ngọn đèn bị gió đàn, sẽ tuổi thọ thứ nhất là rất ngắn, thứ hai là không hạnh phúc gì cả. Đèn bị gió đàn thì ngọn đèn không thể sáng được,
Và các vị thử hình dung là trên đời này có ai bằng lòng với ta 100 người bằng lòng 100 người đâu. Cao chê ngỏng, thấp chê lùn, béo chê béo, trục béo tròn, gầy chê xương sống, xương sườn lòi ra. Có mấy, ngay cái chuyện nhan sắc thôi thì họ đã nói đủ thứ chuyện, và cuộc đời ta trong tay người cho nên mình quay tròn vậy. Rõ ràng là đời sống mình không khéo thông minh, cho nên mình cứ bị người ta dẫn dắt. Điều thứ nhất là tuổi thọ sẽ không có dài nếu các vị để cho đời sống các vị cứ bập bềnh trôi trong bàn tay của người như thế. Cho nên cái cách Đức Thế Tôn dạy làm đời sống ta có thể an lạc, thảnh thơi, nắm được thọ mạng của mình để sống được dài hơn, đó là các vị đừng là ngọn đèn giữa trời bị gió đàn. Và cái phương pháp này rất là dễ thực tập. Thế nào để đời sống mình thọ mạng được dài, an lạc nó có mặt? Ta không phải là người bị thiên hạ nắm mũi dẫn lên dẫn xuống, chỉ làm mỗi việc thôi à. Các vị là người nhận biết tất cả cảm thọ đến đi trong tâm thức các vị. Các vị không phải là những cảm thọ. Thì phương pháp này đủ để cứu cuộc đời ta vượt thoát khỏi muôn trùng khổ ải giữa nhân gian. Mình thử hình dung là người ta chê mình cái lỗ mũi xẹp, cái mình buồn. Cái người khác nó, ô lỗ mũi này đẹp, đâu có xẹp, cái mình vui. Trong khi đó thì có thể là chúng ta tu cũng không đổi thay gì bên ngoài đâu. Cái lỗ mũi nó thế là nó thế thôi. Tôi ốm thì tôi cứ ốm, chứ tôi không thể làm mập hơn được. Thế nhưng mà bây giờ người ta chê ốm, trong lòng mình ví dụ như nó khởi lên một cái ý niệm là hơi buồn buồn, thì mình làm gì? Thưa, buồn là cảm thọ đang sinh khởi trong tôi. Tôi là người nhìn thấy cảm thọ buồn đang sinh khởi, chứ tôi không phải là cái buồn. Thế thì tôi thách họ, có chê tôi ốm như cộng tâm, tôi cũng chẳng đến nỗi chết chóc gì, phải không? Rồi nếu họ chê hoặc họ khen đó, ốm nhưng mà dễ coi. Thưa các vị, lúc đó mà mình dại khờ thì mình luyện mình vào cái cảm thọ sung sướng, tự hào, kiêu ngạo. Thế thì sao? Cuộc đời mình được bị người ta đẩy lên, và cứ đẩy lên, dìm xuống, đẩy lên, dìm xuống. Không cuộc đời nào trong nhân gian này mà không bị thiên hạ nhận chìm hoặc thổi phồng lên cả. Họ khen, họ chê, họ dè biểu, họ trách cứ, họ mạ lị, họ sỉ nhục, chuyện bình thường. Cái quan trọng là tất cả những cái nỗi niềm đó sinh khởi trong trái tim anh là nhân chứng nhận diện nó, anh không phải là nó. Thế thì một phương pháp này thôi, thưa đại chúng, mình đi ngang qua tất cả những sầu khổ bất an. Đi ngang được không? Thưa, đâu có khăn gì đâu, tại mình không muốn đi thôi. Tại sao không muốn đi? Thưa, tại vì người ta khen cái mình phòng lỗ mũi. Và cái nguyên tắc là khi người ta khen mình phòng mũi thì người ta chê mình xẹp lỗ mũi thôi à. Nguyên tắc là như thế. Nguyên tắc đời sống do vì mình không vượt thoát được những cảm thọ sầu khổ bất an, mình mãi là cái ngọn đèn luôn chao đảo trước nghìn gió, là do vì mình cứ đồng nhất mình vào những cảm thọ dễ chịu. Hạnh phúc đến mình liền nắm thôi. Mà mình quên một điều là hạnh phúc là một loại cảm thọ. Nó đến rồi nó đi thôi. Ngay cái hạnh phúc đến với các vị, thưa các vị, ẩn phía sau bóng mờ của nó là bất hạnh rồi. Thế nào là bóng mờ của hạnh phúc là bất hạnh? Tôi ví dụ một cái rất là gần gũi đời thường thôi. Con các vị nó đi học, một năm nó mới về lại một lần. Nó vừa về, hạnh phúc liền có mặt, phải không? Nó có nỗi mừng nào bằng nỗi mừng con nó về thăm. Thế nhưng mà tức khắc cái câu hỏi thứ hai là con về chừng nào đi? Nó nói con chỉ về thăm má được 5 ngày thôi, thì giờ học con rất là bận cho nên con đi. Thế thì cái không phải bất hạnh là cái bóng mờ nữa, mà nó hiện ra liền thôi. Cái buồn nó liền tới liền thôi à. Có phải vậy không? Thưa các vị, là tôi về tôi thăm bà cụ tôi bên Việt Nam ấy. Tôi mới vừa bước vô tôi thấy mặt bà rạng rỡ như một thiên thần. Dù bà 80 ngoài rồi, mặt mày nhăn nhíu rồi, không có đẹp đẽ chi, nhưng mà vừa thấy mặt con về là mặt bừng sáng. Tôi vừa bước vô tôi hỏi má có khỏe không, bà nói khỏe. Thầy mới về hả, sao thầy không cho hay?
nó muốn về tới đây, về tận quê thăm má một lần để cho má mừng. Cái liền tức khắc câu thứ hai, thầy về đây thì ở đây được bao lâu vậy? Tôi nói ồ, còn rất nhiều việc phải làm, cho nên về đây thăm má 3 hôm phải về lại Đà Lạt. Cái tôi thấy cái thiên thần ban mắt còn lại một bà già 80 ngoài tuổi, mặt ngoài nhăn nhúm rất là tội nghiệp, buồn liền tại chỗ thôi thưa các vị. Và cái điều này nó rất là thiện, sở dĩ ta không thể vượt thoát được sầu khổ bất an là do vì ta luôn đồng nhất ta và niềm vui, đồng nhất ta và hạnh phúc. Và cái nguyên tắc là có cái này thì có cái khác, mình đồng nhất vào cái này thì tức khắc cái khác nó đến, mình không có vượt thoát được. Dường như trong kinh Bát Vũ hay kinh nào đó, Đức Thế Tôn có một câu chuyện rất hay, mình kể cho các vị nghe để các vị dễ nhớ, bằng không thì các vị dễ quên những cái điều tôi chia sẻ lắm. Có anh chàng kia, anh lớn tuổi rồi, thế nhưng phải cái tội là anh không có duyên lắm, cho nên các cô gái đầu làng cuối xóm không có ai chịu làm vợ anh cả. Thế rồi có một hôm có một cô gái tuyệt đẹp đến trước nhà, thùy mị đoan trang rất dễ thương, tới gõ cửa nhà anh, nói thưa anh có thể nhận tôi làm vào làm vợ anh được không? Anh nói tôi cứ tưởng là tôi từ trên trời rớt xuống, tự nhiên có một người thương tôi như thế này, đẹp như thế này, dịu dàng như thế này, đài cát sang trọng như thế này, tôi sẽ mở cửa nhà và nàng khỏi cần làm gì hết, tôi sẽ làm nuôi hết mọi thứ. Cái cô nàng cười rất tươi, nói nhưng mà còn có một điều kiện phía sau đó, hai chị em tôi song sinh, tôi đẹp bao nhiêu thì cô gái kia ngược lại phản diện hoàn toàn với tôi bấy nhiêu, hai chị em tôi chưa từng rời nhau, anh chấp nhận tôi là vợ, anh cũng phải cho cái cô em gái này là vợ của anh, hai người cùng ở chung với anh. Và thưa các vị, khi anh nhìn thấy cô gái em của chị nàng kia thì anh mất hồn mất vía. Sao phải có con người gì nó cực kỳ xấu mà cực kỳ đanh ác, cái người con gái đầu tiên mình gặp đẹp bao nhiêu, dịu dàng bao nhiêu thì con người này chưa mở miệng là mình đã sợ trốn chết rồi, thế mà chị nàng này nói là cho tôi vô làm vợ anh thì người này cũng phải làm vợ thôi, lại Chúa tôi cũng trả hết hai người về cho Thượng Đế, con không dám nhận đâu. Thưa các vị, là ta nhận một người thì ta phải nhận luôn người kia. Cái câu chuyện nó có một cái ví dụ như thế, mình nhận cái niềm vui đến thì mình đồng thời nhận nó bất hạnh đến, hạnh phúc nó đến thì bóng mờ của hạnh phúc là bất hạnh đó. Và cái này nó rất là thực trong cuộc đời chúng ta, chứ không có cường điệu. Thưa các vị thử nhận diện đời sống mình cho tới ngay bây giờ, các vị thấy là mọi thứ mà trần gian này đã trao cho các vị nó đều có cái giá tương đương như thế cả. Không có cái hạnh phúc nào lớn mà hạnh phúc được cưới người bình thường, phải không? Ở đây tôi nghĩ chắc các vị đều đã đi ngang qua giai đoạn này rồi. Nhưng mà khi cưới được người bình thường rồi thì cái gì nó xảy ra? Mình chịu đựng người ta hết 50%, 50% là ít đó. Người nào cũng thế, thưa các vị, bên ngoài của họ nó có cái dễ thương thì cũng có cái không dễ thương đi sao chứ. Con người vốn dĩ là một cái sự hoàn thiện, tức là một sự toàn vẹn, chứ không thể có cái phần đầu mà không có phần chân, không phải có phần này không có phần kia. Ngay bản thân chúng ta cũng thế, thưa đại chúng, là các vị cũng đổi thay trăm chiều chứ có phải là dễ thương hoàn hoàn toàn như vậy đâu. Cho nên gặp nhau, khi chưa gặp nhau thì chúng ta đem hết những cái dễ thương để trình trình hiện cho nhau biết, để chinh phục nhau. Thế nhưng mà về sống với nhau, thưa các vị, chúng ta đâu có thể đóng phim ngoài được, chúng ta phải sống thật với nhau chứ. Thế rồi mọi cái nó bắt đầu nó từ từ nó hiển lộ ra, cái mình cảm thấy như mình bị lừa gạt. Ai lừa gạt ai? Thưa cả hai, chúng ta đều là những người sắp mặt với nhau để đến với nhau. Thế cho nên thưa các vị, thương nhau có nghĩa là chịu đựng nhau 50%, và mình chấp nhận người kia nghĩa là mình chấp nhận cái phần khuất của người kia, chứ đâu phải chấp nhận bề mặt thôi. Ai cũng có phần mặt và phần phần lưng chứ, ai cũng có cái phần tối phần sáng của họ.
Và đời sống chúng ta thưa quý vị, sở dĩ ta chuốc lấy phiền não khổ đau do vì ta cứ chấp nhận phần sáng thôi. Và khi các vị muốn ôm giữ phần sáng, tức là muốn nắm giữ hạnh phúc, thì ngay cái lúc các vị muốn nắm giữ, bản thân của cái buồn, cái bất hạnh, cái lo âu nó đã sinh khởi rồi. Vừa thấy con về mừng vô cùng, nhưng mà khởi ý niệm lo ngay, không biết ông về đây rồi, bữa nào ông đi, hỏi một câu quá rồi đúng đi thiệt, 3 bữa ông đi mất rồi, buồn liền thôi à, thưa các vị. Do vậy, thưa đại chúng, là phương pháp Đức Thế Tôn dạy là nhận diện này buồn, này giận, này ghét, này thương, này lo âu, này phiền muộn. Mọi thứ đều là cái bị nhìn thấy, cái đến và đi, cái sinh và diệt. Tôi là người, người nhìn. Thế thì cái người nhìn này nó có buồn, có giận, có ghét, có thương, có lo âu, phiền muộn gì không? Thưa không. Đó là điều thứ nhất, cái tình cảm nhất các vị thăm dò vô. Thì các vị thấy là ta có một pháp môn Đức Thế Tôn trao cho để hành trì, đó là ta hãy là nhân chứng của mọi thứ, nhận diện mọi thứ đến đi trong cuộc đời ta, thì các vị đi ngang qua cuộc đời này rất là nhẹ. Không có cái buồn vui hờn giận ghét thương nào dính được đời sống các vị cả. Các vị sống giữa cuộc đời này ưỡn ngực kiêu hùng, không biết sợ một thứ bất an phiền muộn nào cả. Tại sao không sợ nó? Sợ cũng chẳng được chi. Nó đến rất tình cờ, nó không hề hứa hẹn gì cả, và không hề có một ngày nào trên nhân gian mà không đón nhận những điều bất an, phiền muộn, khổ não đến với họ cả. Thưa đại chúng, là tôi rất sợ người thân tôi ra đi, mà sợ có được không? Người thân duy nhất còn lại là bà cụ tôi. Tôi sợ bà chết, sợ được không? Bà cũng chết thôi, bà không thể sống hoài được. Thế thì thưa các vị, mình chỉ cần nắm một cái pháp thực tập, tôi là người nhận biết, mọi thứ là cái bị biết. Ngay cái chỗ này thì các vị đã có thể diệt trừ được phiền não, khổ đau, ưu tư, vân vân, mọi thứ. Sống rất là hiên ngang, là những người con Phật rất đúng với ý nghĩa Đức Thế Tôn trao cho chúng ta. Là người Phật tử, là một người tu hay là một người cư sĩ gì cũng thế. Thưa các vị, chúng ta sống bằng 2 phần. Một là có được tâm từ, nuôi dưỡng phước đức trí tuệ bằng những cái phương pháp thiện thực tập như là bố thí, cúng dường, tụng kinh, trì chú, lại Phật, vân vân. Thế nhưng mà cái phần quan trọng là thực tập nuôi dưỡng trí tuệ. Và thực tập nuôi dưỡng trí tuệ này nó không cần thời gian gì cả. Các vị chỉ cần thể ngộ ra một điều, tôi là cái nhận biết, mọi thứ cảm thọ đến đi là cái bị biết, là các vị là người có trí tuệ. Chứ không mất 10 năm, 20 năm gì để ta học mới làm được điều này. Thưa các vị ơn tập tới trường, các vị học chữ, lâu vô cùng mới có thể làm được một người biết đọc, biết viết. Rồi các vị học mất mười mấy năm, các vị mới có được cái văn bằng tốt nghiệp cấp 3. Có khi người ta học tới 30 năm mới làm được bác sĩ, mới có thể ngồi nghe người ta nói chuyện về tâm lý nọ, tâm lý kia để trở thành một bác sĩ trị liệu tâm lý, phải không? Thế nhưng mà thưa đại chúng, là phương pháp Đức Thế Tôn dạy các vị có thể trở thành một người bác sĩ tâm lý trị liệu cho chính các vị ngay bây giờ ở đây. Không có kinh ngang qua cái quá trình 20 năm, 30 năm gì cả. Các vị chỉ làm mỗi việc là khi buồn đến, tôi là người thấy cái buồn là cái bị tôi nhận diện. Tôi không đồng nhất tôi và buồn. Thế thì các vị trở thành một bác sĩ trị liệu cho chính thân tâm các vị rồi. Có phải vậy không? Và đâu có mất thời gian gì đâu. Và cái năng lực này ai cho ta? Thưa, vốn tự hữu chứ không ai cho các vị cả. Lâu nay mình cứ quên, mình cứ đồng nhất mình vào cái buồn, mình thấy mình buồn. Nhưng mà các vị chỉ cần nhớ là buồn của tôi nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt. Mà tôi là người nhìn thấy buồn, nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt, chứ tôi chưa từng vắng mặt. Tôi là người chủ nhân của nó, nhận diện nó đến đi sinh diệt. Thế thì các vị hồi phục được cái chủ quyền của chính các vị. Hồi phục chủ quyền này có nghĩa là các vị nắm được vận mệnh của mình trong bàn tay. Mình quét mắt một vòng, buồn vui nào cũng rơi rụng cả. Và mình làm được chứ?
cái ngọn đèn của đời sống mình nó không bị gió tàn. Ngọn đèn này bảo đảm là nó tồn tại 2 tiếng đồng hồ, cũng có nghĩa là các vị kéo dài tuổi thọ các vị, không bị những vui buồn phiền não bất an nó nhận chìm đời sống của chính mình. Cho nên mình sống thanh thản vô cùng, hạnh phúc vô cùng giữa cuộc đời. Cái điều này thưa các vị rất là dễ hiểu thôi. Ví dụ như các vị thử làm bộ giận 1 tiếng đồng hồ thì các vị thấy đời sống mình nó, sức khỏe mình nó xuống ngay. Tôi có một đạo hữu, ông tặng cho tôi một câu nói gần như câu thần chú. Ông nói là: thưa thầy, con có một câu nói mà rất chính xác, đó là giận là tự sát, cao huyết áp. Thưa đại chúng là huyết áp uống thuốc thì nó điều chỉnh được 120/80, đó là cái áp suất huyết áp trung bình nhất. Thế nhưng mà chỉ cần giận sôi lên, lấy máy đo thử 180/120, ngay tức khắc tôi không có sa sắc gì cả. 180 thì tai biến như chơi. Và tai biến thì ai chết? Không phải ông AV chết đâu các vị, mà tai biến là mình chết. Nếu không chết thì các vị nằm đó, và muốn chết không được, muốn sống không được. Rõ ràng giận là một phương pháp tự sát nhanh nhất. Thế mà phương pháp Đức Thế Tôn dạy dễ dàng vô cùng để có thể điều phục được cơn giận, là chỉ cần các vị là người nhìn cơn giận. Cái giận là cái bị nhìn, thế thì dính về nhau, đường ai nấy đi thôi. Giận đi đường giận, ta là người nhận biết. An tường tĩnh tại, ngay bây giờ ở đây lòng ta thênh thang nhẹ nhõm thôi. Và phương pháp này dễ thực tập. Các vị không cần mất 30 năm để học làm bác sĩ tâm lý trị liệu gì cả. Các vị có thể trị liệu được tất cả những tật bệnh sinh khởi trong tâm của các vị ngay bây giờ ở đây. Đó là phương pháp thứ nhất. Và các vị nghe mỏi chân chưa? Để mình biết mình dừng bây giờ. Thưa đại chúng, là mình vừa chia sẻ cùng các vị là cái cách thực tập. Và nếu chúng ta thực tập được những bước căn bản thì chúng ta sẽ thực tập được nhận diện cái giận đến với ta, ta không phải là cái giận. Bước căn bản là gì? Thưa đại chúng, là ai cũng biết, mỗi người tu chúng ta, ví dụ như các vị Phật tử lớn tuổi thì đều có một cái tràng hạt để niệm A Di Đà Phật. Và có những người được các thầy truyền đạt là cái sâu chuỗi thì có thể mình nhớ, mình quên. Thế nhưng mà hơi thở các vị thì các vị không thể quên đi đâu được. Cho nên có những cái phương pháp thực tập bằng cái cách niệm Phật, đó là hít vào niệm Nam Mô, thở ra A Di Đà Phật. Có phải vậy không? Cái phương pháp niệm thân của Đức Phật dạy cũng đi vào hơi thở, thưa các vị. Hơi thở rất là quan trọng. Và nếu mình thực tập được trên hơi thở thì cái sự chuyển biến nó sẽ đến liền với thân của các vị. Có nghĩa là từ hơi thở các vị làm cho thân các vị an là 1, loại trừ tật bệnh là 2, thọ mạng kéo dài là 3. Mình thử hình dung điều này biết ngay à. Khi các vị giận, hơi thở của các vị khác. Khi các vị buồn, hơi thở của các vị khác. Lúc nào thì ta thở dài? Khi buồn thở dài. Lúc nào thì mình thở ngắn? Mệt, dĩ nhiên rồi. Nhưng mà khi có cái giận trong tâm thức các vị thì tôi đố các vị thở hơi thở dài được. Hơi thở nó ngang đây nè. Giận nó no rồi. Trong kinh Bát Nhã thì nó phiền não tức bồ đề, nhưng mà phiền não nó tức càng không là nó lớn. Nó làm mình muốn nghẹt tim luôn. Cho nên thở không có sâu được, thưa các vị. Thế thì từ hơi thở các vị khéo điều chỉnh thì các vị cũng làm cho cái buồn, cái giận nó ra đi được. Và muốn làm được điều này, ta phải làm cái lúc mà chưa giận, chưa buồn, chưa lo lắng, chưa bất an. Các vị thử làm một việc là
có một ngày nào rảnh rang đẹp trời, thay vì mình để cho tâm thức mình nó rủi rong đi đây đó đi đây, các vị thử làm một việc là nhận biết hơi thở đang đi vô, hơi thở đang đi ra, không cần làm thiệt, làm bộ thôi, làm bộ làm thử đây. Các vị thấy là khi mình đem cái sự nhận biết về an trú ngay nơi hơi thở, nhận biết nó đang đi vô, đang đi ra, thì tất cả những cái lo âu xao động của các vị tự nhiên không cần xua đuổi mà nó biến mất. Và mình không cần làm cái chuyện là kéo dài hay là làm cho nó ngắn hay làm cho nó sâu, làm cho nó dịu, nó êm gì cả. Ta cứ nhận biết nó và mình không cần theo dõi nó, chỉ cần nhận biết nó đang đi vô hai cánh mũi ta, đi vô rồi đi ra, đi vô đi ra thế thôi. Thì thưa đại chúng là tâm của các vị lần lần nó sẽ an định được ngay nơi hơi thở. Và khi hơi thở được sự nhận biết của các vị đặt vô thì hơi thở này nó có cái phẩm chất ấm cúng của năng lượng chánh niệm đi vô, nó tự nhiên nó nuôi dưỡng được thân của các vị. Mình cứ tưởng hơi thở nó chỉ đến ngang thổi, thưa không phải như thế. Hơi thở nó đến từng lỗ chân lông của các vị, đến từng làn da, từng tế bào của các vị. Ai cũng biết máu sẽ đi vào tim, con đường đi vô nó đen, thế nhưng mà bắt đầu trở ra thì nó đỏ thắm lại. Do cái gì làm đỏ thắm? Thưa, oxy từ hơi thở mang vô. Thưa các vị là nhịp tim của các vị dừng lại. Thế nhưng mà người ta cũng có thể dùng cái loại máy kích thích tim các vị sống được. Thế nhưng mà máu không nuôi được não thì không có một cái loại máy móc gì kích thích để cho máu lên não nuôi lại được cả. Tim còn đập nhưng máu nó dừng ngang, nó không nuôi được não thì các vị chết ngay tức khắc. Và cái tuyệt vời của hơi thở là nó làm cho máu vận hành, nó làm cho phổi tiếp thu được oxy để sống còn. Cho nên hơi thở nó mức độ cạn thì người ta nhìn hơi thở biết được thọ mạng của các vị dài ngắn. Nhìn hơi thở biết được các vị đang buồn, đang giận, đang lo lắng hay bất an. Cảnh sát Mỹ nó không cần tra gạn gì đâu, nó nhìn hơi thở của anh thôi, nó nhìn con mắt của anh thôi là nó biết anh có phải là dân lậu từ Mễ qua hay là dân thiệt ở Mỹ. Nó nhìn là biết ngay à, nó học cái nghề đó, thưa các vị. Thế thì thưa đại chúng là rõ ràng hơi thở của các vị nó rất là quan trọng, và Đức Thế Tôn dạy chúng ta nắm hơi thở để thực tập thôi. Và bài thực tập đầu tiên là các vị an trú với sự nhận biết ngay nơi hơi thở, để cho cái hơi thở các vị nó mang cái sự nhận biết đi vào bên trong của các vị. Mình thử hình dung là không có một cái dụng cụ nào nó đưa các vị vào bên trong cơ thể bằng hơi thở cả. Hơi thở đó, khi ta đem sự nhận biết đặt vào hơi thở thì dần dần các vị làm cho hơi thở các vị nó bừng sáng sự nhận biết. Nó bừng sáng sự nhận biết rồi dần dần nó bừng sáng được bên trong để nhận diện được. Đức Thế Tôn dạy những cái bài quán chiếu về nội thân như nhìn thấy gan, ruột, phèo, phổi vân vân. Cái đó ở chiều sâu và người thực tập thường sẽ nhận biết được. Thế nhưng chúng ta chia sẻ với nhau phần rất cạn là làm thế nào để có năng lực trong tương lai cảm thọ vui buồn hờn giận đến, các vị đừng nhập cuộc vào, đừng đồng nhất vào. Mà muốn làm được điều này thì ngay bây giờ những bước thực tập rất dễ dàng, đó là các vị đem sự nhận biết về an trú ngay nơi hơi thở, nhận biết hơi thở đang đi vào, hơi thở đang đi ra. Và làm được điều này, thưa đại chúng, cái điều hẳn nhiên là các vị sẽ có được định lực. Có được định lực thì cái gì sẽ phát sinh? Thưa, cái sự nhận biết của các vị càng ngày càng bén nhạy, càng 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 tinh tế. Các vị nhận biết được hơi thở đi vào đi ra thôi, đó là bước đầu. Rồi dần dần tất cả những cảm thọ vừa sinh khởi trong tâm thức các vị liền thấy ngay à. Không ai tài hơn ai cả. Đức Thế Tôn Ngài nói một câu rất đáng cho chúng ta nhớ là khi Ngài thành đạo rồi, Ngài nói là mọi người trên trần thế này đều có đức tướng trí tuệ như Lai. Cái câu đó mà giải nghĩa thêm rộng hơn có nghĩa thế này: mọi người đều có khả năng thành Phật. Các vị vốn đã là những người có cái tiềm năng Phật từ bên trong, hay nói một cách gần gũi là ta đều có khả năng loại trừ phiền não, khổ đau, bất an, sầu muộn rất là dễ chứ không khó khăn gì cả. Tại vì
bản chất của mọi loại phiền não khổ đau nó vốn là một hạt lệ, thấy nó tròn như viên châu, thế nhưng mà một chút sau là nó khô mất. Thấy mọi thứ phiền não khổ đau chừng như ghê gớm, không thể loại trừ được, thế nhưng mà các vị kiên nhẫn nhận diện nó thì các vị thấy rõ một điều là nó bản chất vốn là không. Các vị là cái nhìn, nó là cái bị nhìn, và mình chỉ cần kiên nhẫn nhận diện nó một chút xíu thôi thì nó bị đốt cháy thôi, chứ không có gì khó khăn cả. Các vị nhìn buồn, các vị an trú ngay sự nhận biết cái buồn của các vị thì cái buồn bị thiêu cháy liền. Lửa trí tuệ có năng lực tuyệt vời thiêu cháy tất cả mọi phiền não khổ đau, và cái điều đó ứng dụng trong cái phương pháp thực tập của các vị rất chính xác. Không có một cái loại phiền não khổ đau nào mà nó có thể tồn tại được khi các vị an trú được ngay nơi cái nhận biết, để nhận biết nó. Và có một đoạn kinh văn Đức Thế Tôn nói là ngàn mặt trời không sáng bằng cái sự nhận biết của ông. Sự nhận biết của ông, điều thứ nhất là không có một cái ngóc ngách nào trong tâm thức các ông mà nó trốn được với cái nhận biết của các ông cả. Thứ hai là ngàn mặt trời không thể thiêu cháy được những cái phiền não khổ đau trong trái tim ông, thế nhưng mà cái nhận biết nó có thể thiêu cháy tất cả phiền não khổ đau trong trái tim ta. Thưa đại chúng, cái phương pháp chúng ta thử thực tập là các vị đem sự nhận biết về an trú ngay nơi hơi thở, đó là cái thực tập ban đầu. Cái thực tập thứ hai mình chia sẻ hai phần thôi, rồi các vị hôm nay về thử thực tập rồi. Cái thực tập thứ hai, thưa đại chúng, là các vị đem cái sự nhận biết các vị an trú ngay nơi thân của các vị. Và nếu các vị dở cái bài kinh niệm xứ ra thì cái điều này Đức Thế Tôn dạy sáng bừng à. Thế Tôn nói là khi đi hãy biết mình đi, khi đứng hãy biết mình đứng, khi ngồi hãy biết mình ngồi, khi co tay, duỗi tay, nghiêng mắt, nhướng mày, mọi cái động thái của thân hãy đem cái sự nhận biết soi sáng đó. Thưa đại chúng, mà nếu có thì giờ thì chúng ta dẫn những cái trang thiền sử ra thì các vị thấy thiền sư nói quanh quanh tưởng chừng như ghê gớm, nhưng mà chưa hề có một vị thiền sư Trung Hoa nào hay một dòng thiền nào, một phương pháp tu nào vượt thoát khỏi phương pháp tứ niệm xứ của Đức Thế Tôn dạy cả. Hay nói một câu trích từ truyện Tây Du Ký là cho dù Tề Thiên có cân nổ vân nhảy một cái tới 3.600 dặm lộn mèo trên trời mấy vòng mong rằng vượt thoát khỏi bàn tay Như Lai, nhưng mà thưa các vị, tài thánh 72 pháp biến hóa cũng chỉ nhảy tới con danh của Đức Như Lai thôi. Cũng thế, không có một phương pháp nào vượt thoát khỏi pháp hành trì của Đức Thế Tôn ngày xưa đã dạy. Các vị thử làm một việc là nhận biết động thái của thân, duỗi tay, đưa tay. Thiền hành là gì? Chẳng qua chỉ là cái chuyện làm cho sự nhận biết có mặt nơi bàn chân để tiếp xúc từng bước chân trên mặt địa đại, đại địa này. Trắng lừng lơ như vô tận, mặt trời vẫn yên tâm tỏa chiếu ánh sáng tự thân và hơi ấm cho muôn loài. Mây như bông, mây như tuyết vây kín tầng không cao vời vợi, mặt trời vẫn kiên tâm tỏa ánh sáng xuống trần gian, niềm vui sống cho nhân loại. Mây loanh quanh, mây che lối, hãy nhìn xem vũ trụ tuyệt vời. Đời phong ba, đời muôn lối, hạnh phúc nào trong kiếp lăn trôi. Là chân như người ánh sáng,
vững tin lời chư Phật bao ban, nguồn an vui và trì sáng, ánh đạo vàng thế giới truyền lan, ánh đạo vàng thế giới truyền lan.